Thưa quý vị và các bạn, loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, may mắn, thịnh vượng trong những năm gần đây, đó chính là Lan Hồ Điệp, được đông đảo người dân tìm kiếm và lựa chọn, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết, khi mà nhu cầu tiêu thụ qua Lan Hồ Điệp làm quà biếu đã bắt đầu tăng mạnh. Và theo các nhà vườn thì trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Lan Hồ Điệp sẽ được cung ứng ra thị trường. Thời điểm hiện tại thì hầu hết hoa lan đã được khách hàng đặt trước và công việc hiện nay của các vườn lan chủ yếu là đóng hộp, lên chậu hoa để chuyển đến khách hàng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại một công ty sản xuất Lan Hồ Điệp quy mô lớn bậc nhất tại miền Bắc. Rất nhiều giống hoa lan hồ điệp khoe sắc rực rỡ. Từ khoảng 2 tháng nay, không khí làm việc tại các vườn lan hồ điệp của công ty này luôn nhộn nhịp. Công việc của những cái tháng giáp Tết này thì nó bận rộn nhiều bởi vì là hàng hoa là xuất đi nó quá lớn ấy. Giống hoa lan hồ điệp vàng chanh và trắng là hai trong số nhiều giống hoa lan được sản xuất đại trà với số lượng lớn tại công ty. Trung bình một cành có giá dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhờ việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng và chăm sóc hoa lan mà hầu hết những bông hoa khi xuất bán đều đạt chất lượng tốt nhất. Để ra được một cây hoa thành phẩm thì chúng tôi mất khoảng 2 năm từ khi cây con còn là cây giống ở trong chai. Thì nhiệt độ thì chúng tôi kiểm soát trong khoảng từ 18 đến 25 độ. Chúng tôi có đầu tư hệ thống điều hòa để kiểm soát nhiệt độ và lưới che để kiểm soát ánh sáng. Để cho ra được một cây hoa chất lượng cao thì chúng tôi đã đầu tư công nghệ cao vào, có hệ thống lưới tự động để kiểm soát ánh sáng và điều hòa. Còn đây là những giống hoa lan hồ điệp cao cấp nhất. Số lan này của công ty đã được khách hàng đặt trước và hiện đã hết hàng để cung ứng ra thị trường. Mỗi cành hoa lan như thế này sẽ có từ 15 đến 20 bông hoa xếp so le với nhau trên một cành. Theo các kỹ thuật viên quản lý khu vườn, để hoa lan hồ điệp đạt chất lượng cao nhất khi nở, trong quá trình chăm sóc cần phải quản lý tốt các điều kiện ánh sáng, nước tưới và nhiệt độ cho hoa. Một bông này giả sử nó lên tầm 20 bông thì nó lở phải tầm đến 12 bông thì mình mới dám xuất bán. Trước khi xuất bán thì mình phải cho chạy quạt tầm 1 tuần hoặc 2 tuần trước khi mình xuất bán. Bởi vì là bây giờ là cây đang ở trong điều hòa mà mình muốn cho nó ra ngoài để cho nó thích nghi với bên ngoài thì mình phải chạy quạt. Để người dân mua về các thứ thì nó sẽ không bị sốc nhiệt. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao Toàn cầu đã sở hữu khoảng 30 đến 50 giống lan hồ điệp với màu sắc rực rỡ, phối màu độc đáo và kích thước khác nhau, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng và người dân. Trong năm 2021, công ty cũng đã ra mắt khách hàng các giống hoa lan có màu sắc lạ mắt như hồng lưu ly, hồng thiên điểu, đặc biệt có màu độc quyền như đỏ cherry. Dù có giá khá đắt đỏ nhưng những mẫu hoa này cũng đã cháy hàng. Số lượng hoa đẩy đi hàng ngày rất là nhiều nên là hàng ngày công nhân liên tục đóng hàng và một ngày có thể đẩy ra thị trường 1 vạn hoa. Hiện tại, do làm chủ được công nghệ trồng hoa lan hồ điệp đẳng cấp trên thế giới, nên thời gian qua, lan hồ điệp của công ty toàn cầu đã khẳng định được thương hiệu. Vào dịp cuối năm, công ty đã sản xuất khoảng 30 vạn cây hoa lan nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, mô hình trồng lan hồ điệp công nghệ cao này đang tạo ra việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khoảng từ 7 cho đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Cũng sẽ được chia sẻ là lan hồ điệp thường nở tự nhiên vào tháng 2, tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, để phục vụ thú chơi hoa của người dân vào đúng dịp Tết Nguyên Đán, hiện nay thì các công ty, các cơ sở sản xuất hoa lan đã trồng hoa lan trong nhà kính và áp dụng công nghệ hiện đại kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm để lan của chúng ta có thể nở đúng vào dịp Tết đó. Dạ vâng, và thậm chí là rất nhiều đơn vị hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về thời gian hoa nở, chỉ cần có đơn đặt hàng trước. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần trao đổi của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ và đại diện một đơn vị cung ứng hoa lan hồ điệp. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Thưa chị ạ, chị đánh giá như thế nào về cái thị trường lan hồ điệp trong cái năm nay có bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 hay không ạ? Dạ, ban đầu là bên mình về phía công ty cũng rất là lo lắng về tình hình dịch Covid năm nay, nhưng mà thực ra là kết quả là cuối cùng là ngoài mong muốn, nó rất là khả quan. Hiện tại là bên công ty năm nay là sản xuất gần 30 vạn cây hồ điệp, hoa lan hồ điệp cho dịp Tết, và bên mình đã bán gần như hoàn toàn hết hoa và không còn đủ, thậm chí là không còn đủ hàng để cung cấp ra cho các mối buôn sỉ lớn. Có thể nhận thấy rằng là nhu cầu tiêu thụ hoa lan hồ điệp và chơi lan hồ điệp vào mỗi dịp Tết là rất lớn, đúng không ạ? Vậy thì kế hoạch trong năm tiếp theo của công ty Lan Hồ Điệp Toàn cầu trong thời gian tới như thế nào ạ? Năm trước là năm 2021 thì bên mình có rất ít cái lượng hoa lan hồ điệp cung cấp ra thị trường. Nhưng mà năm nay, năm 2022 thì bên công ty đã có kế hoạch mới là sẽ cung cấp hoa lan hồ điệp ra thị trường quanh năm. Tức là mỗi tháng bên mình sẽ có ít nhất là 1 vạn cây xuất ra thị trường để cho các cửa hàng shop bán nhỏ, shop bán lẻ để họ có thể cung cấp hoa quanh năm. Dịp lễ Tết thì năm sau của bên mình sẽ dự kiến là số hoa sẽ gấp đôi năm nay. Để hoa lan hồ điệp có thể là đạt chất lượng tốt nhất thì cần phải có những cái yêu cầu khắt khe như thế nào, và công ty Lan Hồ Điệp Toàn cầu thì đã có sự đầu tư như thế nào trong cái việc là chúng ta trồng và chăm sóc hoa lan ạ? Để có được cái loại hoa lan chất lượng như ở hiện nay thì công ty mình đã là mua công nghệ của công ty hàng đầu của bên Đài Loan về công nghệ nuôi trồng và chăm sóc. Bên Đài Loan đã có kỹ sư sang hướng dẫn bên công ty toàn cầu về từng cái chi tiết nhỏ nhất, như là về ánh nắng, nhiệt độ và cách tưới, phân bón, chăm sóc, để đạt được cái chất lượng hoa tương đương với như Đài Loan sản xuất. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Đào Minh Trang đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, theo một thống kê thì mỗi dịp Tết đến, người dân nước ta cần 12 đến 15 triệu cành lan hồ điệp, nhưng hiện sức sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 20 đến 30% so với nhu cầu của thị trường, còn lại vẫn phải nhập lan hồ điệp từ nước ngoài về để bán. Có thể thấy rằng tiềm năng phát triển lan hồ điệp tại Việt Nam hiện nay vẫn đang còn bỏ ngỏ. Năm nay do dịch Covid-19 phức tạp, việc nhập khẩu hoa lan hồ điệp về thị trường nội địa gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lan hồ điệp nội địa chiếm lĩnh thị trường dịp Tết năm nay. Tiếp tục với chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Năm nào cũng chơi lan, và hoa lan hồ điệp luôn là lựa chọn số 1 của chị Hà mỗi dịp Tết đến. Vào các dịp Tết thì nhà mình thường chọn loài hoa lan, bởi vì lan là một loài cây rất là bền, màu sắc thì rất là sặc sỡ, tươi sáng. Vẫn địa chỉ quen thuộc, năm nay chị Hà cùng người thân của mình lại đến Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh, Viện Nghiên cứu Rau Quả để chọn những chậu hoa lan hồ điệp ưng ý. Năm nay, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh cung ứng ra thị trường 20 vạn cành lan hồ điệp các loại. Dù vậy, ngay từ sớm, hoa lan đã được khách hàng tìm đến và đặt mua. Mọi năm thì công việc nó cũng bận mải, thì đến 26 hoặc 27 thì hoa nó vẫn còn rất là, gọi là vẫn còn có thể đủ để cho tôi mua đâu đó khoảng độ 5-7 giò chẳng hạn. Nhưng mà năm nay thì công việc vì hôm nay cũng ngày nghỉ, nên mà tôi đi sớm, mà hôm nay cả gia đình đi sớm để mà tìm kiếm cho mình một cái giỏ nó đẹp. Nhưng mà thực ra là năm nay thì hầu như là cháy hoa tao đấy, rất là khó khăn để tìm được một cái giỏ nó ưng ý, bởi vì nó khan hiếm. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm nay hoa lan hồ điệp vẫn có sức tiêu thụ mạnh, thậm chí là hàng cung ứng ra thị trường còn khan hiếm. Ghi nhận tại các chợ hoa lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy khoảng nửa tháng trước Tết, các điểm bán hoa lan hồ điệp đã có đông khách xem và đặt mua. Theo nhận định của người bán, năm nay lan hồ điệp tại Trung Quốc về ít do ách tắc ở biên giới. Ngoài ra, những năm gần đây, người tiêu dùng chơi hoa lan hồ điệp trong nước nhiều hơn và cũng đã chú ý đến các giống hoa lan hồ điệp được các trung tâm, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trồng hoa lan hồ điệp trong nước sản xuất. Càng ngày thì nhu cầu chơi hoa lan hồ điệp của người tiêu dùng trong nước càng tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, các nhà vườn tại Đà Lạt năm nay đã cung ứng ra thị trường khoảng 6 triệu cành lan, bán buôn từ 130 đến 160 ngàn đồng một cành, tức là đã tăng 10% so với năm ngoái. Nhưng đến nay, nhiều vườn cũng đã hết hàng. Đặc biệt trong dịp Tết năm nay, người dân đang có xu hướng chuyển sang chơi lan trong nước nhiều hơn, thưa quý vị. Dạ vâng, như vậy thì năm nay người dân có xu hướng là chơi hoa sớm hơn, và dù có ảnh hưởng của dịch nhưng sức mua cũng không hề suy giảm. Và với công nghệ chống lan hồ điệp như hiện nay thì những cành hoa lan được sản xuất trong nước đều đạt được chất lượng cao không thua kém gì là nhập khẩu. Vậy thì vì sao tiềm năng phát triển hoa lan hồ điệp lớn nhưng việc sản xuất trong nước còn nhiều hạn chế? Mời quý vị theo dõi tiếp phần trao đổi của phóng viên chúng tôi với đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh, Viện Nghiên cứu Rau Quả. Xin chào ông đã tham gia chương trình. Tôi thấy rằng là tại trung tâm hiện nay thì có rất là nhiều những cái loại hoa đa dạng khác nhau. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về các cái loại hoa này trong cái kế hoạch mà trung tâm cung ứng ra thị trường. Người dân chúng ta hiện nay cũng đang thích, đa phần là thích những cái hoa to, tầm trung là chủ yếu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng đang có xu hướng là thích những cái hoa mini, tiện có những cái hộ gia đình họ ở những căn chung cư nhỏ. Bên cạnh đó thì những cái hoa lớn, hoa to thì cũng đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và chúng tôi đang phát triển nhiều về các cây trồng hoa này. Ngoài ra thì còn có một số giống mới đặc hữu hơn, đặc biệt hơn đó là giống hoa màu thơm, mùi thơm. Chứ chắc chị cũng đã biết là đa phần là hoa không có mùi thơm. Vì vậy chúng tôi cũng đang thúc đẩy cái định hướng là tạo ra nhiều cái giống hoa lan điệp có mùi thơm. Và hiện nay cũng đã có một vài giống đang được thị trường đánh giá rất tốt và cái giá trị rất là cao. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh thì mỗi năm có thể cung ứng ra thị trường hơn 1 triệu cây giống, đúng không ạ? Thưa ông ạ, điều này thì có góp phần quan trọng như thế nào trong cái việc là thúc đẩy cái ngành hoa lan của nước ta phát triển? Thì trước đây thì chúng ta hoàn toàn là thụ động, là chủ yếu là đa phần là phải nhập khẩu cây giống từ nước ngoài, thì như là của Trung Quốc, của Đài Loan. Thì tính đến thì hiện tại thì chúng ta cũng đã với cái năng lực sản xuất trong nước thì chúng ta đã chủ động được khoảng 20% cây giống. Đây cũng là một con số khiêm tốn nhưng cũng là một cái kết quả đáng tích cực để chúng ta tiếp tục phát triển từng bước làm chủ các cái giống trong nước rồi hướng tới xuất khẩu. Ông cho biết rằng là những cái nguyên nhân nào khiến cho cái việc phát triển lan hồ điệp nó còn hạn chế như vậy ạ? Thứ nhất tôi có thể đến đó là cái cơ sở hạ tầng để mà cái chi phí đầu tư cho cái việc sản xuất hoa lan hồ điệp nó rất là cao. Với cái mức trung bình để đầu tư một cái mét vuông nhà lưới, một mét vuông sản xuất hoa lan hồ điệp thì nó có dao động từ 2 triệu 4 triệu một mét vuông, thì đây cũng không đòi hỏi là cũng không phải là một hộ gia đình nào hay một cá thể nào mà có thể mà cũng có đủ năng lực để sản xuất ra cái chủng loại cây này. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cơ chế chính sách hiện nay thì mặc dù chúng ta cũng đã có rất nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích cái việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng mà cái tiếp cận của các doanh nghiệp, các cái đơn vị sản xuất để tiếp cận được những cái chính sách đó còn rất là khó khăn, nó cũng đang còn xa vời so với thực tế. Còn cái thứ ba, khoa học kỹ thuật chúng ta còn rất hạn chế. Bên cạnh đó thì những cái bộ giống mới của chúng ta hiện nay còn đang hạn chế. Chúng ta đang phải nhập rất là nhiều những cái giống của nước ngoài và như vậy thì chúng ta chỉ sản xuất được trong nước thôi. Nếu chúng ta mà xuất khẩu ra nước ngoài thì gặp rất nhiều vấn đề về bản quyền. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, dự đoán trong vòng 5 năm tới thì nhu cầu thị trường cả nước sẽ tăng lên khoảng 20 triệu cây mỗi năm và dư địa để phát triển lan hồ điệp đang rất rộng mở. Hy vọng trong một tương lai không xa, lan hồ điệp sẽ trở thành một ngành hàng mà người nông dân có thể dễ tiếp cận để sản xuất và mang lại giá trị kinh tế cao. Và người tiêu dùng trong nước thì họ cũng sẽ mua được những cành hoa lan chất lượng được sản xuất ở trong nước.